chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ với anh em về cái cách chọn rùa. Rất nhiều bạn đã comment hoặc là inbox trên Facebook hỏi mình, vì đấy là những người mới chơi, hỏi xem khi chọn dòng rùa thì chọn những cái loại rùa nào phù hợp với cả sở thích, cả tính cách. Có người thì thích dòng rùa hiền, có người thì lại thích rùa dữ, có người thì lại muốn tìm dòng rùa bơi được nước sâu hoặc là ít phải phơi nắng, ít chăm sóc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề đấy, giúp những cái người mới có thể lựa chọn được những dòng rùa thích hợp để các bạn có được một người bạn gắn bó lâu dài. Nhưng mà trước khi đi vào cái chủ đề này thì mình cũng có một vài lời muốn nói gửi tới những bạn đã theo dõi mình ở kênh Bull TV. Như các bạn biết thì mình trước kia mình làm kênh Bull TV cũng về chủ đề pet và chủ yếu là tập trung vào dòng rùa nước. Nhưng mà vì một số lý do mà mình đã phải chuyển chủ đề của kênh. Kênh đó giờ mình vẫn duy trì thôi, nhưng mà mình không làm về chủ đề rùa nữa. Và bây giờ mình chuyển sang kênh T-Checker này. Thì mình cũng muốn nói qua kênh T-Checker mình lập ra, là ngoài về pet, về rùa, thì mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm về những cái chuyến đi của mình trên khắp đất nước Việt Nam và một số những cái trải nghiệm khác. Nói chung là chia sẻ về cuộc sống. Mình đã rất vui, rất hạnh phúc khi đọc được những comment ở kênh mới. Mặc dù kênh mới của mình chưa phát triển được nhiều, nhưng mà đã có một số những bạn từ kênh Bull TV sang bên này để ủng hộ mình, subscribe, rồi comment những cái lời mà mình đọc, mình cảm thấy rất là xúc động. Mặc dù mình không phải là một người nổi tiếng gì cả, nhưng mà vẫn có những người yêu thương, theo dõi, đồng hành cùng mình. Mình rất biết ơn, rất cảm ơn các bạn. Và đó chính là cái động lực giúp cho mình có thể sản xuất được nhiều video hấp dẫn, chia sẻ nhiều cái điều thú vị đến với mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính. Bây giờ các bạn phải xác định được cho mình, nghĩa là các bạn thích nuôi rùa như thế nào, phù hợp với tính cách, sở thích và cũng như là điều kiện. Tại vì chơi rùa nó có rất là nhiều loại, đa dạng và phong phú. Mình sẽ chia các dòng rùa ra thành một vài cái dòng chính mà các bạn quan tâm hay hỏi mình. Thứ nhất đấy là dòng rùa nuôi được nước sâu này, dòng rùa hiền lành. Có dòng thì lại mắc size nhỏ để có thể nuôi được ở trong những cái bể nhỏ, các bạn không phải thay đổi bể nhiều. Trái ngược với nó thì lại có những cái dòng mắc size rất là lớn, dành cho những người thích những cái con rùa cỡ bự, nuôi lâu năm. Có người thì lại thích dòng rùa hung dữ, nhìn nó săn mồi ăn thịt. Thì có rất là nhiều loại. Hôm nay mình sẽ tổng hợp hết lại bằng hình ảnh nhá, tại vì mình bây giờ nhà mình thì không có nhiều rùa rồi. Mình sẽ tổng hợp chia ra thành từng phần hình ảnh các loài rùa và tên gọi mình sẽ ghi ở trong ảnh. Các bạn chú ý xem nhé.